Mọi người là mình Linh mới đây. Hôm nay mình đã quay trở lại và chia sẻ cho mọi người một bài tập bụng chỉ gồm 7 phút thôi, cực kỳ hiệu quả. Mỗi động tác gồm 30 giây và gồm 9 động tác tất cả nha mọi người. Giữa các động tác thì mình sẽ cho mọi người nghỉ 5 đến 10 giây. Mọi người cố gắng kiên trì tập luyện nha. Nếu có thời gian thì mọi người có thể tập 2, 3, 4 vòng, tại vì chỉ có 7 phút rất là nhanh thôi. Nên là mọi người có thể nhét nó vào tất cả mọi lúc trong cái thời gian biểu của mình, có thể là tập sáng sớm cho hiệu quả này, hoặc là buổi tối trước khi ngủ cũng được, nhưng mà thường thì sáng sớm sẽ hiệu quả hơn nhiều nha mọi người. Và như thường lệ thì cái bài tập này không yêu cầu một kỹ năng hay là một cái dụng cụ gì quá cao siêu, chỉ là một cái thảm. Bạn nào không có thảm thì có thể tập trên giường cũng được, một cái thảm và một cái bộ đồ thật là thoải mái để mà mình mặc và mình tập thôi. Còn bây giờ thì vào luôn nè. Ok, và cái động tác thứ nhất đấy là leg walking. Mọi người nằm xuống và để chân vuông góc, sau đấy lần lượt hạ từng chân xuống, duỗi thẳng ra và kéo về thu về nha mọi người. Và đổi bên ngược lại, mọi người nhớ là tập trung vào cơ bụng. Và bạn nào cảm thấy đau lưng quá thì có thể là nhấc cái phần cổ và phần lưng trên lên cho đỡ bị cong lưng và đau lưng nha mọi người. Mọi người nhớ là siết cơ bụng nha. Cố lên. Ok, và bây giờ thì sẽ vào động tác thứ hai, đấy là heel touch. Cái động tác này thì nó sẽ tác động vào hai cái cơ bên liên sườn, hai cái cơ phía bên mọi người. Nó sẽ rất là cứng, khi mà mọi người chạm vào cái gót chân thì mọi người sẽ cảm được liền. Và mọi người nhớ là cố tập trung cơ bụng, siết thật là chặt đầu gót, khi nào cũng phải tập trung hết, chỉ có 30 giây thôi nên mọi người cố gắng tập trung, cố lên nhé. Và vào cái động tác thứ ba là một trong những cái động tác rất là phổ biến có trong tất cả mọi bài tập của mình, đấy là bicycle crunch. Mọi người nhớ là phải siết cơ bụng và nhấc hẳn cái phần vai trên lên nha mọi người. Nhớ là nhấc cái phần vai lên và cố gắng khuỷu tay chạm gót chân kia để cho nó hiệu quả hơn nha. Mọi người cố lên nha, chỉ 30 giây thôi. Đấy là Spiderman knee touch, thì mọi người vào thế hai plank, cố gắng giữ lưng thẳng và siết bụng vào nha mọi người. Và lần lượt nhấc cái đầu gối của mình lên chạm vào cái khuỷu tay kia, mang càng gần cái khuỷu tay càng tốt nha mọi người. Và nhớ luôn hạ hông xuống và giữ người một cái đường thẳng, và nhớ là không được chỏ hông lên trời quá cao nha mọi người. Thứ năm đấy là plank. Mọi người vào thế lower plank, nhớ là gót chân, mông và lưng và cổ là một cái đường thẳng nha mọi người. Khuỷu tay chống ngay dưới vai luôn, và nhớ mọi người siết cơ bụng và giữ cơ thể thành một đường thẳng và tập trung siết cơ bụng. Gần được nửa đường rồi, mọi người cố lên nha. Bây giờ tiếp theo là up down plank, thì mọi người lần lượt từ tư thế cao plank ở cao và hạ xuống thấp, nhớ là giữ form của mình, cố gắng giữ form high plank và thấp plank nó thật là chuẩn nha mọi người. Cố lên.
động tác thứ 6 đấy là toe tap mọi người vào thế low plank thật nhẹ nhàng, mang một cái gót chân còn lại chạm vào phía bên kia rồi quay lại trở về tư thế ban đầu. Đổi chân như thế chỉ có 30 giây thôi, mình biết lúc này rất là đau rồi nhưng mà sắp xong rồi mọi người ạ, sắp gần về xong rồi mọi người cố lên nhá. Mọi người nằm xuống và vào tư thế crunch. Mọi người có thể đặt hai cái bàn chân ở chạm sàn hoặc là nhấc lên cũng được. Nhưng mà mọi người nhớ là cái lúc nhấc cái phần thân trên lên ấy thì mọi người nhớ là dùng cơ bụng, không được dùng cơ cổ nha. Cố gắng là tập trung cơ bụng không phải cơ cổ nha mọi người, để tránh bị đau cổ ấy. Là in và out, mọi người ở tư thế ngồi và duỗi thẳng chân rồi co lại, duỗi thẳng chân rồi co lại. Mọi người nhớ là hít thở đều trong lúc làm động tác này và kết hợp với siết cơ bụng nha. Sắp xong rồi, hai động tác nữa thôi mà. Yay, và bây giờ mình sẽ vào động tác cuối cùng đấy là Russian Toot. Mọi người cố gắng ngồi thẳng lưng, hai bàn chân có thể chạm ở dưới sàn nhà hoặc là duỗi thẳng ra cũng được, đấy là tăng thêm độ khó nếu bạn nào muốn. Và mọi người lần lượt xoay cái ngửa của mình về trái phải và bàn tay chạm sàn nhà nhá. Cố gắng lên mọi người, 20 giây nữa rồi nào. Hello, chúc mừng mọi người nha. Và nếu bạn nào có thời gian thì quay lại tập thêm 2, 3, 4 lần nữa cũng được nha. Cô lên đế của con một vòng yêu mơ ước nào. Ok, vậy là mọi người đã xong một cái bài tập rồi. Và bạn đã có thời gian thì nhớ quay lại tập thêm 3, 4, 5 vòng nữa nếu mà có thời gian nha mọi người. Và ngoài ra tập thì mọi người nhớ kết hợp với chế độ ăn uống, tại vì ăn uống sẽ chiếm 70% cái kết quả là việc nó có hiệu quả hay không để có một cái vòng eo mơ ước. Thì mọi người nhớ ăn uống nhớ healthy nha. Ngoài cái body thì nó còn cho mình một cái sức khỏe nữa ấy. Nên mọi người hãy tập trung ăn uống healthy bằng cách như kiểu hạn chế đồ chiên dầu này, hạn chế trà sữa này, hạn chế đồ ăn vặt này, không ăn đường này, thêm trái cây ngọt này, thêm trái cây tự nhiên này, thêm hạt này, ăn nhiều rau củ quả hơn và nấu nướng những cái cách đơn giản hơn như kiểu luộc, hấp hoặc là nướng ở trên không dầu, hoặc là nướng bằng trong lò. Thì bằng những cái thay đổi nhỏ nhắn như vậy thôi nhưng mà mọi người sẽ thấy hiệu quả rất là lớn. Nên mà với cả cái quá trình giảm cân là nó rất là cần nhiều thời gian và tùy vào cơ địa mỗi người nữa. Nên mà mọi người nhớ kiên trì và cố lên nha mọi người. Và mọi người muốn tham khảo thực đơn Eat Clean thì có thể tham khảo Eat Clean Linh Muối, và muốn động lực hàng ngày thì follow Linh Muối trong cái Insta của mình nha. Yêu mọi người nhiều, bye bye.